Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Không còn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão số 6 nữa. Tuy nhiên, trên khu vực giữa Biển Đông vẫn còn chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Gomri ngoài khơi phía đông của Philippines. Lại cộng thêm khối không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Nguy cơ cao xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, cường độ gió từ nay đến ngày 30 tháng 10 vẫn mạnh cấp 6, gây sóng cao và biển động. Khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa trong 3 ngày tới, gió Tây Nam phổ biến cấp 5, có lúc cấp 6. Độ cao sóng biển là từ 2 đến 3 mét, đi kèm với mưa rào và dông vẫn còn xuất hiện, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật ở mức cao. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Bão số 6 đã tan nhưng không khí lạnh vẫn dồn xuống. Đêm nay và ngày mai, toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình, từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, vẫn duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động kèm mưa dông. Vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, vẫn chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới vắt qua, khiến cho gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Mưa dông khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Với tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, gió mùa Tây Nam ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động và tình trạng mưa dông còn xảy ra nhiều. Trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, mưa dông sẽ còn duy trì trong nốt đêm nay và ngày mai. Từ ngày 30 tháng 10 trở đi, gió mùa Tây Nam suy yếu, mưa giảm dần và sẽ dứt hẳn từ ngày 31 tháng 10. Gió Tây Nam cũng giảm còn ở mức cấp 3 đến cấp 4. Các hoạt động lưu thông đi lại của tàu thuyền hay việc đi lại cũng không còn trở ngại gì về thời tiết. Bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!